Hoan hỉ chào quý vị và các bạn. Vào mỗi dịp năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, nhà nhà lo sửa sang, thăm viếng mồ mả, người người làm sạch đẹp nơi an nghỉ của ông bà, tổ tiên, người thân của mình. Lễ tảo mộ, tạ mộ cuối năm hay còn gọi là lễ chạp thường được tổ chức vào cuối tháng chạp hàng năm, trước khi các gia đình sửa soạn nắm mâm cơm tất niên vào ngày 30 Tết. Tảo mộ cuối năm ngoài là một phong tục phổ biến của người dân Việt khắp mọi miền đất nước, còn là một hoạt động mang tính sẵn tộc rõ nét. Có những dòng tộc lớn thường có những ngày tảo mộ được quy định rất cụ thể, thường ghi trong gia phả như một truyền thống của dòng tộc để con cháu ở các thế hệ sau tiếp tục thực hiện, cũng là để thắt chặt tình yêu thương, đoàn kết, đồng thời cũng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu về ngày lễ tảo mộ cuối năm nhé! Đầu tiên là phải hiểu đúng về lễ tảo mộ vào những ngày cuối năm và phân biệt với việc tảo mộ. Những ngày giáp Tết, theo phong tục truyền thống, mọi gia đình, người Việt thường ra mộ tổ tiên để lễ tạ thổ thần, đắp thêm đất lên mộ, sửa sang mộ, rước vong linh gia tiên về đón năm mới. Đây là một tục lệ truyền thống của người Việt có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó thể hiện sự hiếu thuận, đạo tình của con cháu đối với những người thân đã khuất, đồng thời cầu mong các vị này phù hộ cho các vong linh, người thân quyến thuộc đắc an cư nơi mộ địa và không bị ngoại quỷ vô danh vọng hành chiếm đoạt mộ phần. Nói về vấn đề này thì Đại Đức Thích Minh Định thành phố Hồ Chí Minh cho hay, mặc dù tạ mộ là một phong tục tập quán, không phải là nghi lễ của đạo Phật, nhưng nó thể hiện sự hiếu thuận và biết ơn, nhớ ơn tới ông bà tổ tiên thì cũng đâu ngoài Phật Pháp. Theo đó, nếu Phật tử có lòng nghĩ nhớ đến ông bà tổ tiên mà đi viếng mộ để bày tỏ lòng hiếu thuận và biết ơn thì đâu có gì là không đúng, đâu có gì là không được. Đồng thời chính việc này cũng giúp giáo hóa lòng người để họ biết hiếu thuận. Song mọi người cũng cần phải phân biệt rõ tảo mộ và tạ mộ. Lễ tảo mộ còn có nghĩa đen là quét mộ được diễn ra vào ngày 3 tháng 3 theo âm lịch. Với công việc chính của tảo mộ là sửa sang các ngôi mộ của tổ tiên được sạch sẽ. Còn tạ mộ hay còn gọi là lễ chạp sẽ được diễn ra vào ngày giáp Tết. Các gia đình thường ra mộ tổ tiên và người thân đã khuất để tạ thổ thần, đắp thêm đất lên mộ, sửa sang, rước vong linh gia tiên về đón năm mới. Nếu gia đình không có điều kiện ra mộ thì có thể rước gia tiên về đón năm mới theo cách bày cỗ lên bàn thờ, đèn, hương hoa, dâng cúng vào trưa giờ ngọ ngày 30 Tết, rồi khấn tổ tiên về dự hưởng Tết với gia đình. Tuy nhiên thì theo Đại Đức Thích Minh Định thì mọi việc tùy duyên. Nếu họ biết nhớ ơn, hiếu thuận thì vẫn có thể thăm mộ người thân như là ông bà, cha mẹ mà cúng lễ lạy. Song không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy. Chỉ cần sửa soạn lễ cúng gia tiên bao gồm hương thơm, hoa, quả, trầu cau, một ít vàng mã và mâm cỗ chay hay mặn thì tùy vào từng gia đình. Mọi cái phải được bày biện cẩn thận rồi mới mang ra ngoài mộ hoặc bày lên ban thờ gia tiên. Thứ hai, thời gian làm lễ tạ mộ. Lễ tạ mộ có thể làm độc lập vào tất cả các ngày tốt trong tháng chạp, hoặc là nhiều gia đình cũng thường kết hợp với lễ mời gia tiên về ăn Tết sau ngày 23 tháng chạp. Thông thường, tùy vào điều kiện mỗi gia đình và phong tục từng miền, mỗi nơi, mỗi nhà có cách sắm lễ tạ mộ phần khác nhau. Viết về cách sắm lễ và văn khấn tạ mộ phần mang tính chất chung nhất cho những ai quan tâm để mọi người có thể thực hiện lễ tạ mộ vào dịp cuối năm được đầy đủ, lễ nghi nhất. Thứ ba, sắm lễ tạ mộ. Một lễ tạ mộ phần hương hoa đồ mặn đầy đủ cần có 10 bông hoa hồng đỏ tươi, 3 lá trầu, 3 quả cau có cành dài và cành đẹp, một đĩa trái cây, một đĩa lớn xôi trắng có gài trống thiến luộc nguyên con đặt lên trên, rượu, chè, thuốc lá, 2 nếm cốc màu đỏ, phần đồ mã thì cần có 1 cây hoa vàng hoa đỏ, 5 con ngựa mỗi con một màu, 5 bộ mũ áo hia loại to có kèm ngựa, cờ lệnh, kiếm và roi. Lưu ý, mỗi con ngựa trên lưng đều có 10 lễ tiền vàng. Mỗi lễ bao gồm tiền xu, tiền vàng lá, tiền âm phủ,
tất cả có 4 đĩa để tiền vàng riêng. Trong đó lưu ý, vong nam, phụ, lão, ấu mà dâng quần áo sao cho phù hợp. Tất cả đồ lễ phải được bày biện đàng hoàng, nếu phần mộ nhỏ thì cần có bàn kê, mâm đỡ. Ngoài ra thì tùy điều kiện gia chủ có thể thêm bớt lễ vật, quan trọng nhất là lòng thành tâm, nhớ tới ông bà tổ tiên. Thứ tư là đi tảo mộ, những điều cần lưu ý. Không nên đi cúng tế ở nơi hẻo lánh, tốt nhất nên đi những con đường mà người ta hay đi để tránh gặp nguy hiểm. Hơn nữa thì theo quan niệm phong thủy, đi đến những nơi như vậy thì sẽ dễ nhiễm tà khí. Nếu như thật sự cần đi thì nên đi cùng nhiều người. Khi đi cúng tế và tảo mộ thì cần phải chân thành, trên đường đi nếu có mộ, dù đi hay là đứng lại đều cần phải lễ độ cung kính. Trong quá trình tảo mộ thì không nên làm lộn xộn quá nhiều các mảnh đất vụn đá vụn để tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Mộ phần của tổ tiên thì cần phải được quét dọn cỏ dại, thêm đất mới và hoa tươi, đừng quên quét dọn cả phía sau mộ. Khi làm mới lại diện mạo của mộ phần, trong lòng nhất thiết là phải thật cung kính. Khi tảo mộ thì không nên dẫm đạp lên mộ của nhà khác hoặc là đá vào đồ cúng trên mộ của người khác, nếu không sẽ đem lại điều không may cho bản thân. Đặc biệt là những trẻ vị thành niên lại càng cần phải chú ý. Nếu như con gái đi tảo mộ thì tốt nhất là tránh trong thời kỳ hành kinh, phụ nữ có thai thì cũng không nên đi tảo mộ. Những bạn có khí trường yếu, tốt nhất là về nhà, bước qua chậu lửa hoặc là rắc nước lá bưởi để xóa bỏ năng lượng xấu. Trong cuộc sống thường ngày thì chúng ta rất hay thấy có người đi tảo mộ về, bị sốt hoặc là cảm thấy không khỏe, cũng có thể dùng cách này để tránh. Bởi vì tảo mộ cũng thường là khoảng thời gian người thân tụ tập lại với nhau, lúc này thì cần phải chú ý không được chụp ảnh tập thể ở xung quanh mộ. Khi tảo mộ thì cần chú ý sửa sang bốn phía của ngôi mộ. Thứ nhất là để tỏ lòng thành kính đối với những người đã khuất. Thứ hai là để xem xét tình hình của mộ. Nếu như xung quanh mộ có nước, nước có thể vào bên trong hoặc là vũng nước rất rát mộ, sẽ có ảnh hưởng không tốt cho vận thế của người đời sau. Văn khấn tạ và thủ tục sắm lễ cúng khấn tạ mộ. Cuối năm là dịp để con cháu có thời gian và cơ hội thăm viếng, vun trồng, sửa sang, tu bổ và cúng tạ mộ. Thủ tục khấn tạ mộ gồm có sắm lễ tạ mộ và đọc văn khấn tạ mộ. Đây là một trong những nét văn hóa Việt theo truyền thống uống nước nhớ nguồn của ông cha ta vẫn duy trì cho tới nay. Khấn tạ mộ và văn khấn tạ mộ là gì? Lễ tạ mộ phần là vấn đề mà hầu như ai cũng quan tâm. Bởi trong quan niệm của người Việt luôn nhớ tới nguồn cội, họ cho rằng phần âm có được yên ổn thì người dương mới có thể an cư lạc nghiệp. Chính vì thế mà khoảng từ 24 hoặc là 25 tháng chạp mỗi năm, rất nhiều gia đình Việt ta đi tạ mộ. Vấn đề tạ mộ là lĩnh vực khá là phức tạp nên thông thường nhiều người mời thầy có nhiều hiểu biết về tâm linh, chuyên môn để về làm lễ. Cũng có những trường hợp khác thì phần mộ đã yên ổn, luôn phù hộ cho gia đình gặp nhiều may mắn và thuận lợi thì họ có thể làm lễ tạ mộ với văn khấn tạ mộ để cảm ơn. Khi tạ mộ, gia chủ có tâm, có tín, khấn lễ chu đáo thì thần linh, tổ tiên sẽ ban ân, ban phúc cho cuộc sống yên lành, mạnh khỏe, gia đình ấm êm, luôn vui tươi hạnh phúc, không bao giờ phải lo lắng, yêu ma quấy nhiễu, mọi hung đều hóa cát, điều giữ hóa lành, giao dịch thì thành công, buôn may vào đất. Nếu bị động mộ vì một lý do nào đó thì khiến cho vong linh không thể yên thì phải mời thầy Pháp về giúp, để đến khi mồ mả yên đẹp mới thôi. Quy trình khấn tạ mộ phần và nội dung văn khấn tạ mộ. Bước 1. Sắm lễ tạ mộ. Trước khi tạ mộ phải chuẩn bị sắm toàn bộ lễ. Bước thứ 2 là đọc văn khấn. Văn khấn tạ mộ cùng với văn khấn tạ đất thì văn khấn tạ mộ cũng được rất nhiều người quan tâm. Bài văn khấn này là một cách giúp những người con, người cháu thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã sinh thành, nuôi dưỡng, từng yêu thương họ hay là người thân của họ. Để có bài khấn chuẩn, chính xác, các bạn hãy liên hệ với Phong thủy may mắn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi bài văn khấn và tư vấn miễn phí cho các bạn về vấn đề phong thủy.
Trên đây là những kiến thức về lễ cảm hộ cuối năm. Hy vọng rằng những kiến thức mà Phong Thủy May Mắn tổng hợp chia sẻ trên đây sẽ đem lại hữu ích cho các bạn. Để hiểu thêm các kiến thức về phong thủy cũng như là thỉnh các vật phẩm của Phong Thủy May Mắn, các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất nhé. Và các bạn cũng đừng quên để lại quan điểm cá nhân của mình bên dưới phần bình luận để Phong Thủy May Mắn hoàn thiện và phát triển hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.